có cách nào để tạo một trợ lý AI phục vụ riêng cho việc sáng tạo nội dung đạt chuẩn SEO giúp tiết kiệm thời gian và công sức hay không? Câu trả lời là có. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tạo một trợ lý AI tùy chỉnh giúp sáng tạo nội dung đa nền tảng nhanh chóng và vô cùng hiệu quả. Chào mừng mọi người đến với kênh chia sẻ thông tin và kiến thức của Mật Mã. Mình là Phương Vũ, hiện đang là chuyên viên marketing. Nào, chúng ta cùng bắt đầu vào video ngay sau phần intro nhé. Để có thể tự tạo được một GPT riêng thì chúng ta cần phải sử dụng phiên bản trả phí, sẽ có hai gói, đó là $20 một tháng dành cho cá nhân và $25 một tháng phiên bản dành cho doanh nghiệp, cho đội nhóm. Đây là giao diện người dùng ChatGPT trả phí. Chúng ta sẽ được sử dụng nhiều phiên bản model GPT như là GPT-4o, đó là phiên bản tối ưu hóa của GPT-4, nhanh hơn, hiệu quả hơn. GPT-o1 Review, phiên bản thử nghiệm với sự tối ưu hóa thêm về hiệu suất. Còn với o1 Mini, đó là phiên bản rút gọn của GPT-o1 dành cho các hệ thống nhẹ. Và ngoài ra là còn có GPT-4o Mini, phiên bản rút gọn dành cho các tác vụ đơn giản hơn. Để tạo GPT tùy chỉnh, chúng ta click vào biểu tượng tài khoản góc phải, sau đó click vào My GPT. Tiếp theo, chúng ta nhấn vào Create a GPT. Ở đây sẽ có hai cách tạo GPT tùy chỉnh, đó là chúng ta chat trực tiếp và tự cấu hình. Ở đây mình sẽ sử dụng phần chat trực tiếp. Mình sẽ tạo ra một GPT tùy chỉnh cho việc sáng tạo nội dung trên website. Trước hết, mình sẽ yêu cầu giao tiếp bằng tiếng Việt. Mình sẽ nhập vào là hãy giao tiếp bằng tiếng Việt. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ yêu cầu là GPT này đóng vai trò như một chuyên gia sáng tạo nội dung cho marketing trên website, là một chuyên gia SEO rất thành thạo với nhiều năm kinh nghiệm, và chúng ta gửi. Chờ cho GPT phản hồi. Bây giờ là GPT trả lời là tôi sẽ đề xuất một tên cho GPT này. Bạn có muốn đặt tên cho GPT này là chuyên gia SEO và content hay không? Mình đồng ý thì nó là tôi đồng ý. Và GPT sẽ tạo ra một hình ảnh đại diện cho cái GPT chuyên gia SEO và content này. Đây là ảnh đại diện mà GPT đã tạo cho chúng ta. Và nó đã thay đổi trên cái profile góc bên trái phía trên là chuyên gia SEO và content với cái nội dung là cái avatar này. Ví dụ như tôi muốn avatar được tươi sáng hơn và màu sắc tích cực hơn. Ví dụ như vậy là tôi enter để cho GPT có thể đổi một avatar mới theo như ý mình mong muốn. Đây, màu sắc nó tươi sáng hơn và nó tự đổi lên trên này luôn. Tiếp đến, chúng ta sẽ vào phần cấu hình. Ở đây chúng ta sẽ mô tả thêm cái phần instructions để cho GPT có thể tạo ra được những cái nội dung nó phù hợp tốt nhất có thể. Ở đây chúng ta sẽ enter để yêu cầu thêm là mục tiêu là cung cấp ý tưởng và nội dung chất lượng cao cho các chiến dịch marketing, bao gồm viết bài, tạo tiêu đề hấp dẫn, gửi các nội dung đa phương tiện như hình ảnh và video và tối ưu hóa nội dung cho SEO. GPT sẽ đảm bảo rằng nội dung tạo ra đáp ứng được các tiêu chí EEAT của Google. Tiếp theo, chúng ta sẽ tải lên những file hướng dẫn về SEO cũng như là tài liệu tiêu chuẩn SEO do Google cung cấp để cho GPT có thể đọc được những thông tin này và tạo ra nội dung nó được chính xác hơn, đạt tiêu chuẩn SEO nhiều hơn. Ở đây các bạn có thể thấy là mình đã tải lên 5 file hướng dẫn về các thuật ngữ cũng như những hướng dẫn do Google và những cái tài liệu về thông số hướng dẫn cái chất lượng nội dung như thế nào. Chúng ta tải lên để cho GPT này có thể học những cái quy định này, những cái cách thức này để có thể giúp chúng ta tạo ra được nội dung chất lượng nhất có thể. Tiếp theo đến với phần cấu hình khả năng là capabilities thì sẽ có 3 phần checkbox, đó là web browsing, Dolly image generation và code interpreter and data analysis. Thì ở đây web browsing có nghĩa là cho phép GPT truy cập internet để tìm kiếm và cung cấp thông tin theo thời gian thực phù hợp với các sự kiện, xu hướng và nội dung mới nhất. Còn đối với Dolly thì nó sẽ là GPT tạo hình ảnh dựa trên mô tả văn bản phục vụ các yêu cầu, sẵn sàng tạo ra các hình ảnh minh họa hoặc là ý tưởng cho chúng ta. Và còn thứ ba đó là code interpreter sẽ là thực thi các mã Python cũng như là xử lý các tác vụ phức tạp, tính toán, phân tích dữ liệu, vẽ biểu đồ và tự động hóa quy trình vân vân. Nếu trong file tài liệu PDF của chúng ta tải lên có những biểu đồ tính toán phức tạp thì chúng ta cần check vào đây. Còn không, với những file PDF text văn bản hướng dẫn cơ bản thì chúng ta không cần check vào đây. Trong file của mình up lên có những cái biểu đồ thì chúng ta sẽ check vào đây. Tiếp theo là phần action. Cấu hình action này cho phép GPT truy xuất thông tin hoặc thực hiện các hành động bên ngoài ChatGPT. Đây là phần nâng cao. Trong video hôm nay
nay mình sẽ không đi sâu vào phần này, hẹn các bạn vào các video sau, mình sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cần đặt ra các câu hỏi, các câu tư vấn để bắt đầu cho một cuộc trò chuyện mới với ChatGPT Custom này. Ở đây, GPT đã tạo sẵn cho chúng ta 4 câu dựa trên những yêu cầu trong phần mô tả phía trên. Ví dụ như là, hãy làm thế nào để tối ưu hóa SEO cho trang web của tôi, hãy tạo ra một bài blog chuẩn SEO về sản phẩm của tôi, chiến lược SEO tốt nhất cho ngành của tôi là gì, làm thế nào để cải thiện xếp hạng từ khóa hiện tại. Và chúng ta có thể nhập thêm vào, ví dụ như hãy nhập vào từ khóa cần viết bài và chúng ta bấm create để tạo một cái GPT mới. Ở đây chúng ta sẽ có tùy chọn là chỉ riêng chúng ta có thể thấy, hoặc là copy cái đường link này với tất cả ai có đường link cũng thể truy cập được, hoặc là up lên GPT Store. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ chọn Only Me và bấm Save. Và như vậy chúng ta đã có một cái GPT riêng. Chúng ta sẽ bấm vào View GPT. Tại màn hình GPT tùy chỉnh này, chúng ta không thấy được cái dòng mà chúng ta đã nhập vào. Ở đây nó chỉ hiện được 4 câu thôi. Chúng ta có thể tùy chỉnh lại bằng cách là bấm vào My GPT và chọn Edit cái phần GPT của chúng ta. Tiếp đến chúng ta có thể bỏ đi một câu chúng ta thấy không phù hợp, và chúng ta sẽ xuất hiện được cái câu mà chúng ta mong muốn ở đây. Thì đối với những cái file mà Vũ chúng ta up lên tại đây, Vũ sẽ để ở phần mô tả để các bạn có thể tải về và sử dụng. Và chúng ta bấm update, chúng ta bấm view GPT, chúng ta bấm vào hãy nhập vào từ khóa cần viết bài. GPT sẽ yêu cầu nhập từ khóa mà chúng ta cần viết. Chúng ta sẽ nhập vào ví dụ tour du lịch trọn gói Đà Nẵng, và GPT sẽ hỗ trợ chúng ta viết một cái bài đầy đủ với những yêu cầu chúng ta mô tả trong phần cấu hình, với những thông tin chúng ta đã cung cấp về các cái quy tắc viết cũng như là các cái luật của Google về câu cú ngữ nghĩa, về tiêu chuẩn SEO. Thì GPT tùy chỉnh này có thể hỗ trợ chúng ta tạo ra các nội dung có giá trị và chúng ta có thể sử dụng để tùy chỉnh lại cho phù hợp hơn với cái nhu cầu của mình, và sau đó đăng lên website cũng như các nền tảng mà chúng ta mong muốn. Và sau khi GPT đã tạo xong cho chúng ta một nội dung rất là hoàn chỉnh về từ khóa mà chúng ta đi yêu cầu, đó là tour du lịch trọn gói Đà Nẵng với tất cả các đề mục, hầu như là có thể bao quát được thông tin của từ khóa này. Bên cạnh đó, chúng ta có thể có những gợi ý từ GPT như là giá tour Đà Nẵng hoặc là tour Đà Nẵng có gì. Chúng ta hoàn toàn có thể nhấn vào đây để sản xuất thêm cái nội dung cho bài viết này. Ở trên đây là những hướng dẫn để có thể tạo ra một GPT tùy chỉnh cho riêng mình dùng để sáng tạo nội dung. Các bạn cũng có thể áp dụng để tạo ra một GPT tùy chỉnh cho nhiều mục đích khác. Ngoài ChatGPT ra, hiện nay Google Gemini cũng đã có phiên bản Gemini tùy chỉnh được gọi là Gemini Gem để sử dụng phục vụ cho tiếng Việt tốt hơn, thì Gemini sẽ là lựa chọn ưu tiên. Còn đối với những nội dung tiếng Anh thì chúng ta sẽ ưu tiên ChatGPT. Các nội dung trong phần cấu hình cho GPT mình sẽ để ở phần mô tả của video, các bạn có thể tải về để sử dụng. Nếu các bạn có thắc mắc hay câu hỏi nào, xin hãy comment bên dưới, đội ngũ nhân viên hỗ trợ của Mật Mã sẽ giải đáp. Nếu thấy video này hữu ích, xin hãy để lại một like, share và subscribe để ủng hộ tinh thần cho team của Mật Mã nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.